Bây giờ thầy cho chúng ta cùng nhau đến với một câu hỏi thuộc cấp độ vận dụng à, Câu hỏi như sau Ở một loài thực vật xét một cá thể có kiểu gen là A lớn A nhỏ, B lớn D lớn, trên B nhỏ D nhỏ Tức là có A lớn A nhỏ, này. B lớn D lớn, trên B nhỏ D nhỏ Người ta tiến hành thu hạt phấn của cây này rồi tiến hành nuôi cấy trong điều kiện thí nghiệm sau đó lưỡng bội hóa thành công các cây con cho rằng quá trình hạt phấn sinh hạt phấn đã xảy ra hoãn vị gen giữa D lớn và D nhỏ với tần số 20%. Theo lý thuyết tỷ lệ dòng thuần mang hai thì hạng trội chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Biết mỗi gen quy định một tính trạng và trội lại là hoàn toàn. Thế thì sau khi cái thằng cơ thể này nó sẽ giảm phân ấy, giảm phân nó sẽ ra được các kiểu giao tử khác nhau, các kiểu giao tử khác nhau. Thế các kiểu giao tử khác nhau sau đó nó sẽ lưỡng bội hóa lên thì tất cả nó sẽ trở thành dòng thuần hết. Nhưng khi lưỡng bội hóa lên tạo thành dòng thuần hết. Nhưng vấn đề người ta hỏi ở đây là dòng thuần mà mang hai tính trạng trội thì chiếm tỷ lệ bao nhiêu và với tần số hạn gen người ta cho là 20% rồi thế chúng ta sẽ thấy ở đây này chúng ta tách riêng các bạn nhìn thấy này a lớn này là không phải làm đúng không không phải làm a lớn này không phải làm a lớn thì các bạn sẽ thấy rằng là bây giờ chúng ta chỉ cần xét xem nó kết hợp với thằng nào mà tạo ra tạo ra mà giao tử có hai mang hai mà mang hai cái mà từ giao tử đó tạo thành cơ thể mà mang hai tính trạng trội rồi thôi như vậy chắc chắn nó không thể kết hợp với b lớn d lớn được nếu kết hợp với B lớn D lớn thì khi một lượng bội hóa này là ba điện trội rồi. Như vậy nó chỉ kết hợp được với B lớn D nhỏ. B lớn D nhỏ thì là giao tử sinh ra do hoán vị, thì B lớn D nhỏ giao tử sinh ra hoán vị mà tần số hoán vị gen là 20%, vậy đây nó sẽ bằng 0.1. Nó còn kết hợp với B nhỏ D lớn nữa. Và cái thằng này nó là giao tử sinh ra do hoán vị nó sẽ bằng 0.1. Và chắc chắn nó không thể kết hợp với B nhỏ D nhỏ hay là B lớn D lớn được, đúng không? Vậy 0.5 A nhỏ thì sẽ kết hợp với cái gì? 0.5A nhỏ thì các bạn sẽ thấy rằng là nó chỉ kết hợp được với là B lớn D lớn thôi. B lớn D lớn thì nó giao tử sinh ra do liên kết thì nó sẽ là 0.1 0.01 tần số. Nói Ở video 20% thì sẽ là 0. B lớn D lớn thì sẽ bằng 0.4. 0.4. Được chưa? Vậy thì các bạn nhân lại chúng ta hãy thấy rằng là 0.1 cộng 0.1 cũng 0 4 nó sẽ bằng 0.6, 0 6 nhân 0.5 mẫu mẫu thừa số, à, số chung ở ngoài, 0.5 như vậy nó sẽ là 0.3. 0.3. Và như vậy là 0,3 chúng ta sẽ ra là 30% với cái dòng thuần mà mang hai thế hệ trội ở trong trường hợp này. được chưa? Còn tất cả các bạn lưu ý rằng là đôi khi các bạn lừa chúng ta là đôi khi có những bài nó lừa nó cho một loạt như thế này người ta hỏi là tỷ lệ dòng thuần là bao nhiêu? Tỷ lệ dòng thuần là bao nhiêu? Nhưng mà các bạn cần mình lưu ý rằng khi mà nó tạo ra giao tử thì dù không cần biết tần số hóa định gen là bao nhiêu thì khi mà tạo ra giao tử xong lưỡng bội hóa lên thì tất cả đều là dòng thuần. Được chưa? Đấy, thế nên là có những câu hỏi nó mang tính chất lừa như vậy còn bài này thì nó hỏi là đồng thuần mang hai tính chất trội thì ở đây nó sẽ bằng 0,3 và bằng 30% yeah. nhé giờ chuyển sang câu hỏi khác chúng ta đến với một câu hỏi tiếp theo vẫn thuộc cấp độ vận dụng ở câu hỏi này như sau là một loài thực vật gen A quy định hoa đỏ cho an toàn so với A nhỏ quy định quả vàng lai cây thuần trùng lưỡng bội quả đỏ với cây lưỡng bội quả vàng như vậy qua sẽ tạo phép lai của chúng ta nó sẽ là A lớn A lớn lai với A nhỏ A nhỏ thì khi mà F1 nó sẽ được là A lớn A nhỏ A lớn A nhỏ Thế thì A lớn A nhỏ này thì sẽ xử lý bằng co-di-sin Thì nó sẽ lưỡng bội hóa lên Sau đó giao phấn ngẫu nhiên với nhau thu được F2 Và cơ thể tứ bội chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh và hiệu quả xử lý hóa chất là 72% Tỷ lệ kiểu hoa đỏ F2 nó sẽ là bao nhiêu à, có lại bài toán về phép lai đa bội lệch bội thì tuy nhiên rằng chọn nó có một cái thông tin khá thú vị ở đây đó là hiệu quả xử lý hóa chất ở đây là 72% thực ra là bài toán về phép lai đa bội lệch bội nhưng kết hợp với di truyền quần thể trong trường này bài toán liên quan đến cái tỷ lệ giao tử. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là Ở đây nó chỉ có 72% Như vậy ở đây nó sẽ là 0,72% nó thành công Thành công thì nó sẽ tạo ra được A lớn, A lớn và A nhỏ, A nhỏ Và như vậy nó sẽ còn lại 0,38 0 là gì? A lớn, A nhỏ thôi Thế 28 này xin lỗi Không phải 28 28 là A lớn, A nhỏ Như vậy các bạn hình dung đơn giản Như vậy quần thể này Nó sẽ gồm 0,72 A lớn, A lớn, A nhỏ, A nhỏ Và 0,28 A, A nhỏ thôi Và như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là cái thằng này với cái thằng a lớn A nhỏ thằng này nó sẽ cho ra này chúng ta chưa cần thiết với cái, cái cái cái, con số này ở đây thì chúng ta thấy rằng là với a lớn a lớn a lớn a nhỏ a nhỏ các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ tạo ra được ở đây là cái tỷ lệ giao tử nó là 1 phần sáu a lớn a lớn 4 phần sáu và a lớn a nhỏ và 1 phần sáu a nhỏ a nhỏ đúng chưa và cái thằng này thì các bạn sẽ thấy rằng là a lớn a nhỏ thì tạo ra được 1 phần hai a lớn và 1 phần hai a nhỏ Thế thì bởi vì đây là trội lặn là trội lặn hoàn toàn ở đây Trội hoàn toàn Thế nên bây giờ người ta hỏi tỷ lệ kính hoa đỏ Nó là trội, nó là A trừ Chúng ta chẳng phải gì chúng ta phải đi tính A trừ cả Mà các bạn đi tính cái đồng hợp lặn Đồng hợp lặn trong trường hợp này Thì khi đồng hợp lặn trong trường hợp này các bạn sẽ nhìn thấy đây này Nó sẽ có cái gì Thế thì vậy thì ở 0,72 ở đây Thì khi mà chúng ta cân tâm đến giao tử lặn thôi Giao tử lặn ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là 1 phần 6 nhân 0,72 Như vậy thì ở đây là sẽ là 0,12 đúng không 0,12 A nhỏ A nhỏ Rồi và ở đây nó sẽ là bao nhiêu 0,28 chia đôi thì nó sẽ là 0,14 14 A nhỏ Được chưa Như vậy ta sẽ có là cái này Cộng hai thằng này lại các bạn bình phương không Bình bình phương lên Được chưa Như vậy chúng ta sẽ là, sẽ là cái gì Chúng ta sẽ là 0, 12 bình phương cộng với 0,14 bình phương và cộng với là 2 nhân 0,12 và nhân 0,14. Được chưa? Vậy như vậy rằng là chúng ta sẽ lấy một trừ đi. Các bạn chỉ cần lấy một trừ đi thì chúng ta sẽ ra a trừ như vậy. Một trừ đi là 0,12 bình phương này, trừ đi 0,4 bình phương này, trừ đi 2 nhân 0,12 nhân 0,14. Được chưa? Bằng 93,24%. Như vậy đáp án của chúng ta là 93,24%. Các bạn chỉ cần lấy một trừ đi thằng này thôi là chúng ta sẽ ra được cái tỷ lệ của hình trội rồi. Và như vậy đáp án của chúng ta là đáp án B, đúng không? Không quá khó khăn đúng không? bài toán này bài toán kết hợp giữa uh, Phía lai đa bộ đại bội cộng với cái phần uh, bài toán liên quan đến cái tỷ lệ giao tử, tỷ lệ giao tử chung. bây giờ chuyển sang câu hỏi khác. chúng ta chuyển sang câu tiếp theo. câu thuận câu hỏi này là thuộc phần uh, sinh thái học đúng không? một câu hỏi liên quan đến lưới thức ăn và chuỗi thức ăn. một câu mang tính chất là vận dụng. Uh, phần lưới thức ăn là một trong những cái mà cái ở mức độ vận dụng ưa thích trong cái phần sinh thái học cộng với cái phần mà mối quan hệ giữa các loài trong quần xã đó theo quan hệ người ta sẽ đưa một logic sông có mối quan hệ khác nhau thứ sau đó là người ta sẽ hỏi liên quan hệ giữa con này với con kia nó là cái gì thế thì lưới thức ăn có thể cho dạng lời nói hoặc là cho dạng nguyên sơ đồ cho các bạn thế thì ở đây ra một lưới thức ăn thì gồm có 9 loài được mô tả như hình dưới đây a b c d e f g h à, a b c d h i k m e ok theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng một là có 15 chuỗi thức ăn có 15 chuỗi thức ăn chúng ta sẽ tính cái số chuỗi thức ăn nào cho nó nhanh các bạn nhìn đây này các bạn nhìn thằng H ở giữa cho Chúng anh nhìn thằng trung gian này. Thằng H ở giữa này. Thằng H ở giữa các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có mấy cái mũi tên ấy đi vào nó, mấy mũi tên đi vào nó, 1 2 3 4. Với thằng H nó sẽ có bốn mũi tên đi vào nó với thằng H này, các bạn nhìn đây, bốn mũi tên đi vào nó và mấy mũi tên nó đi ra. Các bạn sẽ nhìn đây này, H đây có C, D và E đi ra. C D, D và E. Như vậy muốn nhân 3 là chúng ta sẽ bằng với 12 chuỗi. Tiếp theo này, sơ đồ không liên quan đến thằng H. Thì các bạn sẽ nhìn thấy sơ đồ không liên quan đến thằng H chúng ta sẽ có A B C D như vậy là ABCD là một nữa cộng một tiếp. Và sơ đồ không liên quan đến thằng H tiếp theo các bạn nhìn thấy này, K đến K. Đến K ở đây các bạn sẽ nhìn này. K ở đây sẽ có hai mũi tên, một là hướng E, hai là hướng hướng M. Như vậy cộng với hai nữa mà chúng ta sẽ bằng với 15 chuỗi thức ăn. Đấy, như vậy là ý số 1 đúng rồi. Ý số 2 chuỗi thức ăn này dài nhất có 6 mắt xích sai. Chuỗi thức ăn này dài nhất có 7 mắt xích các bạn nhìn thấy này. 7 mắt xích đó là A I K H C D E Như vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Đấy đến 7 mắt xích Và như vậy rằng là ý số này ý sai à, 3 là gì Nếu loài K bị tuyệt diệt Thì loài lười à, Thì lưới thức ăn này có tối đa là Cái này bỏ đi à, Lưới thức ăn này có tối đa là 7 loài Các bạn nhìn thấy nếu như mà loài K bị tuyệt diệt Thằng K này chết Thằng K này chết Thì các bạn sẽ thấy thằng M cũng sẽ chết Thằng K chết và thằng M Thằng M sẽ chết Bởi thằng M nó chỉ ăn được mỗi thằng K thôi Vậy thằng K nó chết rồi thì thằng M lấy đâu ra thức ăn? Đúng không? vậy chỉ vậy thằng K và thằng M nó chết. K M chết thì 9 2 đúng không? Sẽ còn 7. Như vậy là ý lại cũng đúng. Rồi, ý số 4, nếu loài E bị con người đánh bắt, đây, làm giảm số lượng thì loài M sẽ tăng số lượng. Chính xác. Đương nhiên bởi thằng E nó nó bị bởi thằng M nó là thức ăn của thằng E. Nó chỉ ăn của thằng E thôi. Thì rõ ràng là thằng E mà chết đi, thằng M có cơ hội sống sống rất là cao. Đúng không? Và rõ ràng là nó chỉ chết bởi vì là già yếu thôi chứ không phải chết bởi bị ăn thịt. Như vậy thằng M nó sẽ tăng Và M sẽ tăng số lượng Như vậy ý số 4 này cũng đúng Chúng ta sẽ có 1, 3, 4 1, 3, 4 như vậy là đáp án là gì? Đáp án D Đúng không? Cũng không quá khó Nhưng cái vấn đề cái chuỗi thức ăn Các bạn nhìn cách tính cái chuỗi thức ăn này Chúng ta sẽ nhìn thấy là Nó tính nó nhanh Chứ mà đếm thì dễ bị nhầm Ok nhé Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi khác Ok Bây giờ chúng ta chuyển sang một câu vận dụng tiếp Câu vận dụng này liên quan đến quy luật phân ly độc lập Nhưng mà ở đây nó có hiện tượng là gen cái chết ở một loài bọn cánh cứng A lớn quy định mắt dẹt trộn hoàn toàn so với A nhỏ quy định mắt lồi. B lớn là mắt xám chỗ hoàn toàn so với B nhỏ quy định mắt trắng. Biết gen nằm trên thường. Và thể mắt dẹt đồng hợp sẽ bị chết ngay sau khi được sinh ra. Trong phép lai như thế này. A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ. lai với nhau. A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ. lai với A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ. Thì uh, người ta thu được 789 cá thể sống sót. Tức là sau khi trừ đi cái thằng mà mắt, uh, mắt dẹt đồng hợp đồng hợp trội tức là đồng hợp trội trong trường hợp này <laughs> Bắt dẹt đồng hợp trội thế thì số cá thể có có mắt lồi màu trắng nó sẽ là bao nhiêu trong tổng số 789 cá thể con sống sót kia đúng không thế thì bây giờ cái phép lai này chúng ta sẽ thấy là phép lai này chúng ta thấy là tạo ra 9 a lớn trừ b lớn trừ 3 a lớn trừ b nhỏ b nhỏ 1 a 3 nhỏ nhỏ b lớn trừ và 1 a nhỏ, nhỏ nhỏ b nhỏ b nhỏ thế viết cụ thể cái kiểu gen của nó ra thì các bạn sẽ thấy rằng là nó với cái tỷ lệ như sau <laughs> nó sẽ là cái phép này, này, nó sẽ tạo ra được đây các bạn sẽ thấy rằng là một a lớn a lớn này hai a lớn a nhỏ này một a nhỏ a nhỏ này đúng không đây là một b lớn b lớn hai b lớn b nhỏ và một b nhỏ b nhỏ các bạn sẽ thấy rằng nó ra được là một a lớn a lớn này b lớn b lớn này một a lớn a lớn này một a lớn, này. 1A lớn a lớn này b lớn à hai a lớn a lớn b lớn b nhỏ được chưa? Và hạ một gì a lớn a lớn là b nhỏ b nhỏ. Các bạn sẽ nhìn thấy là bọn này nó chết hết. Mấy thằng này nó chết. Thằng này chết. Cứ kết hợp với cái thằng đồng hợp kia thì nó sẽ bị chết. Đấy, chỉ còn lại bây giờ còn lại là hai a lớn a nhỏ, b lớn b lớn này. Đấy, a lớn a, lớn, a nhỏ b lớn b lớn này. hai a lớn a nhỏ. 4 thầy xin lỗi, 4 a lớn a nhỏ b lớn b nhỏ và hai a lớn a nhỏ b nhỏ b nhỏ. B nhỏ. Đấy. một <laughs> a nhỏ a nhỏ, b lớn b lớn. 2 a nhỏ a nhỏ, b lớn b nhỏ. Và một a nhỏ a nhỏ, b nhỏ b nhỏ. Bạn sẽ nhìn thấy đây, thằng chết. Thế thì trong số này thì tổng chỗ thằng này thì còn lại là bao nhiêu? Là 789 cá thể. trong89 cá thể. Và như vậy rằng là các bạn sẽ nhìn thấy này, sau khi mà chết đi ra có 16 tổ hợp, sau khi chết thì 4, như vậy là mẫu số chung mẫu số của nó sẽ là 12. Vậy cho ra sẽ có 12 tổ hợp. Đây đúng 12 tổ hợp không? 2 2 2 2 là số 4. Đúng 12 tổ hợp rồi. Thế thì người ta hỏi rằng là số các thể có mắt lồi màu trắng là bao nhiêu? Mắt lồi và màu trắng, mắt lồi và màu trắng thì nó sẽ là a nhỏ, a nhỏ, b nhỏ, b nhỏ. A nhỏ, a nhỏ, b nhỏ, b nhỏ thì nó sẽ chiếm tỷ lệ lúc này nó sẽ bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng 1 phần 1 phần 12. 1 phần 12. 1 phần 12 nhân với 789. 789 chia cho 12 bằng Uh, sắp xỉ 65 sắp xỉ 65 đấy sắp xỉ 65 như vậy là 65 đáp án của chúng ta là 65 được chưa đấy đây là cái bài toán của chúng ta chẳng qua là gì bài toán này bài toán phép lại phân ly độc lập thông thường và chẳng qua là một số cá thể một trạng thái đồng hợp trội a lớn a lớn nó sẽ bị chết thì sau khi bị chết thì các bạn cần phải lưu ý đó là chúng ta cần phải tính lại cái tỷ lệ thằng nó không phải là một phần mười như cái pháp lai ban đầu nữa mà nó sẽ là một phần mười bởi vì sau khi trừ cái thằng chết rồi như vậy là đáp án của chúng ta nó sẽ là 65 mươi năm nhá cũng không quá khó đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển sang câu hỏi khác. Chúng ta cùng nhau đến với một câu hỏi tiếp theo thuộc cấp độ vận dụng. Câu hỏi này thì khó hơn. Uh, uh, bây giờ thì câu hỏi này thì liên quan đến các bạn nhìn, nhìn thấy, nhìn cái mùi vị của giới tính rồi Nhưng mà ở đây không chỉ có một giới tính không Mà ở đây còn có tích hợp giữa quy luật di truyền giữa lên cái giới tính tương tác gen của hoán vị gen nữa Tuy rằng nó chỉ có một đáp án thôi uh, Một lựa chọn một đáp án thôi Được chưa? Ok Cho giao phối giữa gà trống chân cao và lông xám với gà mái hồng kiểu hình gà thì các bạn phải lưu ý rằng là ở gà ấy, thì thằng đực của nó sẽ là xx và thằng cái của nó sẽ là xy xy được chưa thế thì trong cái phép lai giữa hai con gà mà chân cao lông xám với nhau ấy thì các bạn sẽ nhìn thấy này ở dưới đực và dưới cái này cái này cũng trong tạo mình cần để ý rằng ở dưới đực là một phần trăm dưới cái là một phần trăm cộng các con số này lại là một phần trăm nên là khi mà tính trên cả tỷ lệ của đực cái chúng ta phải chia đôi nó ra nhé thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở ở ở, ở đây chúng ta sẽ có là cao trên thấp cao trên thấp ở đây các bạn xem bao nhiêu 75% cao này 25% cao là 100% cao này 30% 30% cao này 20% 150% cao là như vậy còn 50% là thấp như vậy cao thấp bằng 3 trên 1 vậy suy ra ta có phép line là D lớn D nhỏ like với D lớn D nhỏ nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là cái tính trạng chân chiều cao chân này nó phân bố không đồng đều ở hai giới ở dưới đực ấy được nó chỉ có chân cao chân cao vậy từ đây suy ra các bạn sẽ thấy là d lớn d nhỏ trên trên x và y không có đoạn tương đồng nhá và y không có đoạn tương đồng thôi thầy không biết cái chỗ đấy nữa d lớn d nhỏ trên x và y không có đoạn tương đồng thế tiếp theo nữa chúng ta sẽ thấy rằng là tiếp theo chúng ta sẽ xét cái tính trạng đó là xám xám trên vàng xám trên vàng chúng ta sẽ thấy ở đây nó sẽ là 75% xám 30% sáng, 7,5% sáng, 7,5% sáng, chúng ta sẽ ra được cái tỷ lệ 97. 97 đây là tỷ lệ của tương tác gen rồi. Đây là tương tác gen bổ sung nó là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, lai với A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. Và đây là tương tác gen bổ sung. Tương tác gen bổ sung theo kiểu 97 bổ sung cho 97. Và chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy rằng là cái tính trạng nó cũng không phân bố đồng đều ở cả hai giới. Đấy ở dưới đực chúng ta sẽ có 75% xám, 25% là vàng nhưng ở dưới cái phân bố cũng không đồng đều. Như vậy, tính trạng cả hai bên phân bố không đồng đều. Và chính vì thế mà chúng ta thấy rằng là gen trên nhiễm sắc thể giới tính, gen sẽ sẽ liên kết với giới tính. Tuy nhiên, ở trong tương tác gen thì chỉ một cả hai cái cặp gen này nó sẽ phân độc lập với nhau nên chính vì thế mà chỉ một A lớn A nhỏ hoặc là hoặc là B lớn B nhỏ đây là hoặc nhé chứ không phải trên. Tôi thể viết này, hoặc B lớn B nhỏ nó sẽ liên kết giới tính với những sắc thể X, những sắc thể X. Vậy bây giờ nếu như thầy chọn đó là B lớn B nhỏ đi, cho nó dễ, nó thuận thuận chiều. Vậy thì từ đây các bạn sẽ sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ phải chúng ta sẽ là B vậy Từ đây các bạn sẽ suy ra là B lớn B nhỏ và D lớn D nhỏ là gì? Cùng nằm trên X, cùng trên X, cùng trên X và A lớn A nhỏ thì nó sẽ phân li lập. Được chưa? Vậy bây giờ nếu như vậy như vậy thì các bạn sẽ biết được rằng là ở F1 thì cái con này, cái con đực này nó phải dị hợp ba cặp gen rồi. Dị hợp ba cặp gen thì vậy thì vấn đề ở chỗ là nó sẽ là dị đều hay dị chéo. Và muốn dị đều hay dị chéo chúng ta phải căn cứ vào giao tử. Mà muốn tìm giao tử ở trong trường hợp liên kết giới tính này các bạn thấy thế này Nó phải dựa vào cái giới dị giao tử ở đời sau tức là xy này. Được chưa? Thế thì ở dưới cái các bạn sẽ nhìn thấy này. Với tương tác gen 97 chúng ta phải căn cứ vào những cái kiểu hình mà có kiểu gen ít nhất hoặc duy nhất Thế thì ở đây thầy sẽ căn cứ vào cao xám Cao xám Ở đây các bạn sẽ thấy là 30% cao xám Nhưng 30% đây là trên dưới cái Vậy thì trên cả Trên cả đực và cái thì nó chỉ còn 15% rồi Như vậy ta sẽ có 0, 15 là gì Chân cao, lông xám Tức là A lớn trừ X, B lớn, D lớn Y Đúng chưa? Đây là con cái Cao xám, đây là con cái cao xám và A lớn trừ đây thì các bạn biết rồi Nó sẽ bằng với 3 phần 4 Vậy từ đây các bạn sẽ suy ra là, là x B lớn D lớn Y mà nó sẽ bằng bao nhiêu Nó sẽ bằng là 0,15 chia cho 0,75 đúng không Bằng 0,2 0,2 Và Y này thì các bạn biết rằng nó sẽ bằng với 0,5 Giao tử trong trường hợp này Đấy, Y này bằng 0,5 này Y bằng 0, 5 này đây Bằng 0,5 Vậy từ đây các bạn sẽ suy ra được là XB lớn D lớn nó sẽ bằng với 0,4 0,4 thì nó sẽ là giao tử sinh ra do liên kết Vì thì ta sẽ có cái phép bài rực rỡ xanh dờn ở đây Đó chính là thế này A lớn A nhỏ XB lớn D lớn XB nhỏ D nhỏ Lai với A lớn A nhỏ XB lớn D lớn Y Đúng chưa? Thế thì bây giờ người ta hỏi rằng là Gà trống chân cao lông xám có kiểu gen thuần trùng Trống cao xám các bạn nhìn thấy đây này Trong cái phép bài này này A lớn A nhỏ lại với A lớn A nhỏ đây Thì A lớn A lớn nó sẽ bằng với 1 phần 4 Xong Được chưa Vậy còn BXB B lớn XB lớn D lớn X B nhỏ D nhỏ lại với X B lớn D lớn, D lớn Y Thì suy ra cái XB lớn D lớn XB lớn D lớn nó sẽ bằng cái gì Nó sẽ bằng 0.5 Thằng này là 0.5 mà Được chưa Thứ hai là XB lớn là đây lớn ở đây Thì nó là giao tử sinh ra liên kết nó sẽ bằng 0 ,5 nó sẽ bằng nhân với gì? 0,4. Như vậy là 0,2. bằng 0,2. Như vậy chưa các bạn? Chỉ nhân 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 hai thằng này thôi, 1/4 nhân với 0,2. Được chưa? <laughs> nó sẽ bằng với là 5%. 5%. Và như vậy rằng là đáp án của chúng ta là đáp án C Chọn trịa. Ok nhá. Cũng không quá khó đúng không? Chúng ta phải dựa vào cái dấu hiệu là chúng ta có thể nhận ra được dù là bài toán mà tích hợp nhiều quy luật di chuyển khác nhau. Ok. Rồi chúng ta chuyển sang Cổ khác. Chúng ta đến với một câu hỏi tiếp theo ở cấp độ vận dụng như sau. Ở câu hỏi này là về di chuyển quần thể trong trường hợp tự thụ phấn. Và người ta hỏi các em ở đây như sau. Quần thể thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt một gen à, thầy viết ăn, viết luôn nó là a lớn a nhỏ à, trội lặn hoàn toàn một gen có hai len thì ở thế hệ p xuất phát có 100% hoa đỏ 100% hoa đỏ thì thầy viết luôn đó là a lớn trừ Đấy. Thì đến F1, sau quá trình tự tụ phấn, đến F1 thì xuất hiện 15 phần trăm 16, 16 là hoa đỏ, A lớn trừ Và 1 phần 16 hoa trắng là A nhỏ, nhỏ Người ta hỏi phát biểu nào sau đây đúng Thì các em thấy rằng là đều, từ phát biểu A, B, C, các em sẽ thấy là đều là tỷ lệ của F2 và tỷ lệ của F1 Vậy thì bắt buộc là chúng ta rồi lại tỷ lệ xuất phát như Vậy bắt buộc chúng ta phải tính tỷ lệ tần số kiểu gen của các thế hệ P, F1 và F2 ra Chỉ thứ nhất có đoạn D là một câu hỏi là sau một số thế hệ quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền câu này loại ngay lập tức khỏi đáp án bởi vì sao đây là quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt thì không thể đạt cả cái cân bằng di truyền được đúng không cha cần làm xóa ngay được đề rồi một xóa một đề chưa ý nghĩa gì nào, đúng không bây giờ chúng ta hãy đi từng cái từng từng bài là từng ý một và ở đây chúng ta thấy rằng là đã là quần thể tự phấn mà người ta cho các em các thế hệ thì đương nhiên các em hãy áp dụng cái công thức về công thức tính tần số kiểu gen ở quần thể tự thụ phấn là chúng ta làm được thôi. Và thế P này. P là 100% A lớn trừ, đúng không? F1 F1 là 15/16 A lớn trừ và 1/16 A nhỏ A nhỏ. Đấy, người ta cho đến đấy, được yeah. không? Còn em 2 thì chưa biết, với F2 đã đã đã, đã lai like từ đâu. Hết từ đây các em sẽ phải tính được là cái ban đầu đấy nó có bao nhiêu là A lớn A nhỏ bao lâu như là a lớn, a lớn bởi vì ở đây chắc chắn không có a nhỏ nhỏ rồi thằng p ấy. mà ở đây chúng ta thấy rằng này ở đây gồm có sẽ có x a lớn a lớn y a lớn a nhỏ và z a nhỏ a nhỏ đấy là thế hệ p nhưng ở thế hệ p cái z này nó bằng không và chúng ta thấy rằng là theo công thức tụ thụ phấn ta có f 1 một phần 16 a nhỏ a nhỏ nó sẽ bằng z cộng với cái gì bởi vì là qua một thế hệ nó sẽ bằng 1 chứ 1 phần 2 mũ 1 trên 2 nhân với y. Đấy. Mà ở đây nó sẽ bằng cái gì? Z đây bằng bao nhiêu? Z đây bằng 0 rồi còn gì nữa. Cộng với 1 chứ 1 phần 2 thế là 1 phần 2. 1 phần 2 chia 2 là 1 phần 4 cộng với 1 phần 4 y. Vậy suy ra y bằng 1 phần 4. Vậy suy ra x nó sẽ bằng 3 phần 4 Vậy từ đây các em sẽ suy ra được là cái thần thành phần kiểu gen của quần thể P ban đầu nó gồm có 0,25 à 0,75 75 A lớn A lớn và 0,25 A lớn A nhỏ. Đây là P. Như vậy chúng ta loại tiếp được cái câu C. C người ta nói là P 0,25 A lớn A lớn loại đúng không? Tiếp tục, bây giờ người ta hỏi ở F1 tỷ lệ kiểu gen dị hợp chiếm 12,5%. Chiếm 12,5%, đúng không? Bây giờ kiểu gen ở F1 tỷ lệ kiểu gen dị hợp này. Chúng ta thấy đây là P. Vậy chúng ta suy ra được F1. F1 ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là ban đầu F1 A lớn A nhỏ ở đây mà 0,25 vậy suy ra F1 ta sẽ có là 0, ở kia là chúng ta sẽ có là 1 phần 1 phần 16 1 phần 16 A nhỏ A nhỏ rồi Và 0,25 này Chúng ta chỉ cần chia đôi cái thằng A lớn A nhỏ này ra Là chúng ta sẽ ra được cái thế hệ của F1 Và F1 đây 0,25 Chia đôi nữa là 0,125 Tức là tỷ lệ là 1 phần 8 A lớn A nhỏ 1 phần 16 A, A nhỏ A nhỏ Và đây là 13 Phần 16 A lớn A lớn Đúng không? Rồi như vậy rằng 1/8 12,5 và như vậy đáp án B là đáp án chính xác. Còn đáp án A thì sao? Ở F2 tỷ lệ kiểu gen mang len lặng chiếm 31,2%. Tỷ lệ kiểu gen mang len lặng chiếm 31,5%. Thế nên như câu B mà sai thì các em phải tính câu A. Với câu A các em sẽ tính thế nào? Bây giờ giả dụ bây giờ câu A thì các em phải tính như thế nào? Người ta hỏi là tỷ lệ kiểu gen mang len lặng Thế nào là mang A len lặn? Tức là chỉ cần có A len lặn ở trong Tức là gồm có A lớn A nhỏ Và A nhỏ A nhỏ mà thôi Như vậy tức là người ta hỏi Là hai cái thằng này Thế rất đơn giản là gì? Chúng ta cần quay gì chúng ta phải tính cái thằng A lớn A nhỏ và A nhỏ làm gì? Các em chỉ cần tính cái thằng A lớn A lớn vậy các em lấy một trừ đi là xong Nó sẽ bằng một Nó sẽ là suy ra Ở F2 này Chúng ta thấy A lớn A lớn này Nó sẽ bằng 13 phần 16 Đúng không? Cộng với 1 trừ 1 phần 2 chia 2 nhân với bao nhiêu? Nhân với 1 phần 1 phần 8. Và đây bằng bao nhiêu? 13 phần 16 cộng với 1 phần 4 nhân 1 phần 8 1 phần 32. Và sẽ đây nó sẽ bằng bao nhiêu? 2 đây là 27 phần 32. 27 bao nhiêu 27 chia cho 32 bằng úi giời ơi, không đúng rồi, sai bét đúng không? 27 phần 32 các bạn Như vậy là đáp án A cũng là đáp án sai Đấy, như vậy là chúng ta chỉ cần áp dụng đúng công thức mà thôi à, Áp dụng đúng công thức theo quần thể tự thụ phấn là hoàn toàn các em có thể tính được Là những cái, nó suy ngược lại mà thôi Quần thể tự tụ phấn các em hãy nhớ cho thầy rằng Nó chỉ quanh đi quần lại là cái gì Nó tính tần số kiểu à, tần số kiểu gen ở thế hệ trước Tần số kiểu gen ở thế hệ sau Tính số thế hệ tự thụ phấn Nó có mỗi công thức x, y, z này mà Đấy, chúng ta dựa vào công thức này chúng ta sẽ tìm được những cái À, cái 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 mà đề bài yêu cầu nhá bây giờ chúng ta sang một câu hỏi tiếp theo chúng ta đến với một câu hỏi thuộc cấp độ vận dụng tiếp sau đây câu hỏi này là về vật di truyền liên kết với di tính ở câu hỏi này người ta cho các em rất rõ ràng đó là ở dưới giấm sẽ là a nhỏ a nhỏ là thầy tự viết vào thật nó nhanh à, thầy viết tắt vào đấy thì sẽ là a nhỏ là quy định mắt trắng nằm trên giữa thể, thể x ở vùng không tương đồng với y và a trội A lớn thầy viết A lớn ở đây, một cái mắt đỏ thầy quy ước luôn. Cho em có thể quy ước ngay vào trong cái tờ đề thì em in ra. Thế thì khi mà người ta cho la phép P gồm có cái đỏ dị hợp lai với đực đỏ thì dạo ra F1 và cho F1 tạp ra và người ta hỏi cái tỷ lệ F2 là gì. Thế bài toán này bài toán hoàn toàn là bài toán xuôi thôi. Thế thì chúng ta chỉ cần là đặt phép tính, đặt phép lai và chúng ta sẽ tìm ra được là tỷ lệ kiểu hình kiểu gen ở thế hệ sau nó là bao nhiêu, đúng không? Bài này cũng đi theo tuần tự thôi. P này, các em thấy là cái đỏ dị hợp đúng không? cái đỏ dị hợp thì chỉ duy nhất có kiểu gen bởi vì đuôi giống, đuôi giống thì giống người như vậy là cái của nó là Xx như vậy cái đỏ dị hợp là Xa lớn Xa nhỏ đúng không? đây cái lai với đực đỏ này, tất nhiên là người ta không cần nói dị hợp hay đồng hợp bởi vì là nó là kiểu gen dị hợp uh, XY mà đúng không? Xa lớn Y thế như vậy rằng là F1 chúng ta thấy rằng là ở dưới cái nó sẽ tạo ra được là gì? là Xa lớn Xa lớn và XA lớn, XA nhỏ. Tức là hai thằng này. Rồi. Ok, nó sẽ lai với thằng đực. Ở đây chúng ta sẽ có là đực ở đây nó có hai kiểu gen nốt, nó là kiểu gen XA lớn Y và XA nhỏ Y Đúng chưa? Rồi. Đấy nó là như vậy. Và mỗi cái thằng này đều có tỷ lệ là 1/4 1/4. Thế nên là ở mỗi giới nó có đều có tỷ lệ là 1/2 1/2. Đây xét ở mỗi giới. Rồi, đây giới đực. Đây là F1 tạo sao đúng không? Bây giờ nó sẽ F2 này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ g của F1 tức là giao tử của F1 sẽ là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta tìm được F2 chúng ta phải tìm được tỷ lệ giao tử. Thế tỷ lệ giao tử chúng ta thấy đây là gì? <laughs> Thì rõ ràng đây là tỷ lệ là XA lớn, XA lớn, XA lớn, x nhỏ. Mỗi thằng này nó chiếm tỷ lệ bằng nhau đúng không? 1 1. Như vậy rằng chúng ta sẽ thấy ở đây là tỷ lệ là 3/4 XA lớn và 3/4 đúng không nhỉ? Một phần ờ uh, đúng rồi. 3/4 XA lớn và 1/4 XA nhỏ đó đó ok đúng không một phần hai một phần một 1... hai phần ba đó đó đúng không nhỉ ờ uh, một phần hai một phần hai một phần hai uh, ờ đúng rồi chuẩn rồi ok đó và hai với cái thằng đực bên cạnh đúng không đực bên cạnh nó sẽ ra được là một phần tư một phần tư là xa lớn một phần tư là xa nhỏ và hai phần tư là thằng y rồi Bởi vì sao? Bởi vì là mỗi thằng này nó chiếm tỷ lệ là 1 phần 2 này 1 phần 2 này 1 phần 2 này Đây là 1 phần 2 này Và thằng này là 1 phần 2 này Đó, thì chúng ta sẽ ra được cái tỷ lệ này Thế như vậy rằng đây là GF1, bây giờ F2 này F2 ấy Đừng có dạy mà nhân hết cái thằng này ra Nhân ra có đến Tết sang năm Trượt đại học một lần nữa cũng mất thời gian lắm Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thế này Nguyên tắc chỉ hỏi tỷ lệ kiểu hình thôi người ta không hỏi tỷ lệ kiểu gen việc gì chúng ta phải nhân ra. Mà ở đây chúng ta có trộn lặn hoàn toàn. Thế nên nhanh là chúng ta đi tìm cái kiểu lẫn thôi. Lặn này chúng ta thấy ở đây là gì? Nó sẽ có là 1/4 ở đây này. Các em nhìn vào đây. 1/4 x a nhỏ. Với thằng này. Được chưa? Nó sẽ kết hợp với thứ nhất là 1/4 x a nhỏ ở đây và 2/4 là thằng y ở đây. Như vậy rằng 1/4 1/4 nhân 1/4 là 1 phần 16 Còn thằng dạng 1 phần 4 nhé 2 phần 4 là 2 phần 16 Vậy suy ra là A nhỏ A nhỏ nó sẽ bằng Là 3 phần 16 Vậy suy ra A lớn trừ đương nhiên là bằng 13 phần 16 Nhanh nó phải vậy Tội khỉ gì mà phải đi Nhân hết cả kiểu gen ra rồi tính đúng không Như vậy chúng ta chọn ngay được đáp án A Đó là 13 đỏ 3 trắng Đó khi chúng ta phải để ý như vậy Để chúng ta nó không hỏi tỷ lệ kiểu gen mà nó hỏi tỷ lệ kiểu hình thôi ok nhá yeah. chúng ta sang một câu hỏi tiếp theo chúng ta đến với một câu hỏi tiếp theo ở cấp độ vận dụng câu hỏi này là bài toán về tích hợp các quy luật di chuyển chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy đáp án chúng ta nhìn thấy đáp án rồi đúng không trong trường hợp này không biết là trường hợp liên kết gen hay hoán vị gen hay như thế nào đó thế thì ở đây người ta cho mỗi gen quy định một tính trạng và trộn lại hoàn toàn hết Vấn đề ở chỗ rằng là bây giờ chúng ta đi tìm xem thằng nào liên kết với thằng nào và phân hiệu lập vào thằng nào. Chúng ta nhìn đáp án là chúng ta thấy rồi, đúng không? Mà muốn tìm được phần ở đấy thì chúng ta phải đi xét sự di chuyển của từng cặp tính trạng, sau đó chúng ta xét sự di chuyển đồng thời của các cặp tính trạng thì chúng ta mới biết được là thằng nào liên kết với thằng nào, thằng nào phân hiệu lập với thằng nào. Đúng không? Bây giờ chúng ta thấy rằng như sau này, bây giờ xét riêng rẽ đã nhé. Nếu mà xét riêng rẽ này, các em sẽ thấy ở đây ở đây có một vấn đề như sau này. các em thấy này, đây này. Ở đây chúng ta thấy là đây chúng ta có cao trên thấp nhá. Ở cái bây giờ sẽ xét cái F1 đấy. Xét F1 này. Xét F1 này. Xét F1, F1 thì chúng ta thấy rằng là có cao cao trên thấp. Đấy. Cao trên thấp thì các em sẽ tính ở đây ra đây có những trường hợp là cao là 602 cao, 198 cao, 1201 cao, 400 cao. 604 thấp và 200 thấp. Đây tỷ lệ đây là tỷ lệ 31. bằng với tỷ lệ 31. Vậy suy ra phép lai nó sẽ là a lớn a nhỏ, lai với a lớn a nhỏ. Đúng không? Theo Mendel Rồi, tiếp theo nữa. Tiếp theo nữa. Tiếp theo nữa là tính dạng màu đỏ trên trắng. Nó sẽ bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ thấy là đỏ trên trắng này. 6 này 2 đỏ. 1201 đỏ 604 đỏ Đúng không? Trắng thì có cái gì? Trắng thì có 198 trắng Và 200 trắng Như vậy là cũng với cái tỷ lệ 200 trắng 400 trắng 198 trắng 200 trắng và 400 trắng Như vậy là chúng ta thấy rằng là cũng cái tỷ lệ là Tỷ lệ ở đây là tỷ lệ 31 3 trên 1 suy ra B lớn B nhỏ Lai với BLV nhỏ đúng không tiếp tục xét cái thứ hai ta thấy trên dẹt trên tròn trên tròn bao nhiêu ra trên tròn thì chúng ta thấy rằng ở đây có bao nhiêu bao nhiêu tròn chúng ta tìm tròn cho nó dễ tròn ở đây chúng ta thấy thấy rằng là dẹt trên tròn tròn chúng ta dẹt dẹt là lặn đúng không chúng ta thấy có 602 602 là dẹt 198 là dẹt còn lại là tròn hết là cũng khoảng đến 800 là dẹp như vậy cũng tỷ lệ là khoảng 31 31 suy ra là D lớn D nhỏ lai với D lớn D nhỏ đúng không Vậy suy ra F1 A lớn A nhỏ phẩy B lớn B nhỏ phẩy D lớn D nhỏ Đấy chúng ta suy được như thế đúng không Còn Bây giờ chúng ta xét sự di chuyển đồng thời của các tính trạng Đấy. Xét sự di chuyển đồng thời là thứ nhất là gì chiều cao chiều cao cộng với màu hoa đúng wow. không chiều cao với màu hoa các em sẽ thấy rằng là cao đỏ này cao đỏ này đúng wow. không cao đỏ chúng ta chúng ta thấy rằng là có tỷ lệ là bao nhiêu cao đỏ các em sẽ thấy là đây là cao đỏ này cao đỏ cao đỏ rồi cao trắng thấp trắng thấp đỏ cao trắng, không? có đầy đủ cả bốn loại kiểu hình cho thấy là tỷ lệ với tỷ lệ là cao đỏ này, để xin phép, phép tắt nhá, cao trắng này, thấp thấp đỏ và thấp trắng. cao đỏ chúng ta thấy ở đây là 602 cộng với 1201 602 cộng với 1201 bằng 189 thấp trắng đúng wow. không 9331 1803 còn cái thằng thấp trắng ở đây chúng ta thấy thấy rằng là thấp thấp trắng ở đây với tỷ lệ là 200 như vậy đây nó tỷ lệ là 93 31. Cái 9331 này các em sẽ thấy rằng nó bằng 31 nhân với 31. Đúng không? Vậy suy ra là gì? A lớn A nhỏ phân ly độc lập với B lớn B nhỏ. Đấy, cấu chốt của chúng ta. A lớn A nhỏ phân ly độc lập với B lớn B nhỏ. Đúng không? Xong chéo B lớn B nhỏ. Đó. Thế bây giờ chúng ta tiếp tục xét cái phép này thứ hai đấy bây giờ chúng ta b lớn b nhỏ với d lớn d nhỏ tức là chúng ta là màu hoa cộng với hình dạng Đã. cộng với hình dạng màu hoa và cộng với hình dạng màu hoa với hình dạng chúng ta thấy là có đỏ dẹt này trắng dẹt này đỏ tròn này trắng tròn này đỏ tròn và trắng tròn như vậy là chúng ta cũng ở đây cũng có bốn loại kiểu hình bốn à, loại kiểu hình chúng ta thấy rằng là đỏ dẹt chiếm tỷ lệ là đỏ tròn đỏ tròn đỏ tròn chiếm tỷ lệ đỏ tròn chiếm tỷ lệ là một hai không một nhân sáu không bốn khoảng một tám trăm hoặc một tám trăm còn trắng dẹt trắng dẹt là khoảng hai trăm một chín tám như vậy chúng ta thấy rằng là ở đây cái tỷ lệ kiểu hình ở đây cũng là tỷ lệ xem chúng ta thấy rằng ở đây là tỷ lệ kiểu hình ở đây bao gồm có thứ nhất là đỏ tròn đỏ tròn đỏ dẹt và trắng tròn và trắng dẹt đó đỏ tròn trắng dẹt và như vậy các em sẽ thấy đây ở đây cũng tỷ lệ là 9 3 3 3 1 đúng không? 931 sẽ bằng với 31 nhân với 31. Đúng wow. không? Thì các em sẽ từ đây các em sẽ suy ra được là 331 thì đây là thông theo quy lập phân ly lập rồi. Vậy suy ra là B lớn B nhỏ phân ly độc lập với D lớn D nhỏ. Đúng chưa? Chúng ta có một câu kết tiếp theo. Rồi, như vậy rằng A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ phân ly lập với nhau. B lớn B nhỏ và D lớn D nhỏ cũng lại phân hiệu lập với nhau. Bây giờ chỉ còn cái cặp A lớn A nhỏ với cái thằng D lớn D nhỏ thôi. Chúng ta sẽ giấy là xét tiếp theo. Đó là chiều cao cộng với hình dạng. Đúng không? Chiều cao cộng với hình dạng. Thì chúng ta thấy ở đây rằng là có cao dẹt. Chúng ta thấy có hiện tượng là có những kiểu hình như thế nào. Chúng ta thấy có cao dẹt này cao dẹt này rồi chúng ta thấy có cao dẹt này cao tròn cao tròn rồi chúng ta thấy cần thường thường hợp gì nữa cao tròn tiếp thấp tròn thấp tròn à như vậy rằng chúng ta thấy rằng thấp tròn đúng không thế như vậy rằng các em sẽ thấy đây là có ba loại kiểu hình thôi nếu như là nếu như là phân liệu độc lập với nhau thì ở kiểu hình số kiểu hình lý thuyết nó sẽ phải là bốn bởi một chúng nó sẽ phải là bốn loại kiểu hình nếu là phân liệt lập thế nhưng mà ở đây là sẽ có ba loại kiểu hình thôi ba loại kiểu hình này chắc chắn đây là giảm biến dị tổ hợp thì suy ra nó là liên kết gen bây giờ chúng ta tỷ lệ cao dẹt bằng bao nhiêu cao dẹt thì chúng ta thấy rằng là cao dẹt cao dẹt nào 800 cao dẹt là 800 cao dẹt là 800 8 có tỷ lệ là 8 khoảng 800 này Khoảng 800. Chúng ta thấy cao tròn là khoảng tỷ lệ là bao nhiêu? Cao tròn là 1201 cộng với 400. À, Rồi. Viết tỷ lệ là 1, 2, 1. Ok. 121 1, đúng không? Như vậy rằng là cái trường hợp thấp tròn chúng ta thấy rằng là 200 thấp tròn, 604 thấp tròn như vậy là tỷ lệ là 121 mà tỷ lệ là 121 vậy suy ra ở đây chắc chắn nó khác với cái trường hợp là 31. Nhân với 31. Đúng wow. không? Và rõ ràng là số kiểu hình lý thuyết thì lại uh, nhiều hơn số kiểu hình thực tế, vậy suy ra ở đây chúng ta là liên kết gen. Vậy suy ra là A lớn A nhỏ liên kết với D lớn D nhỏ. Đây mới chỉ là một mặt của vấn đề thôi. Vấn đề là ở chỗ rằng là nó là dị hợp từ đều hay dị hợp từ chéo. Đấy nó là dị hợp từ đều hay dị hợp từ chéo. Nó là A lớn D lớn trên A nhỏ D nhỏ hay A lớn D nhỏ trên A nhỏ D lớn. Thực ra trong cái bài toán này người ta chỉ có một cái đáp án duy nhất là trong trường hợp là A liên kết với D thôi. Đó và chúng em các em sẽ suy ngay được cái đáp án là A bởi vì đáp án B là không có, đáp án C cũng sai và đáp án D cũng sai. Thế tuy nhiên bây giờ nếu như người ta cho hai trường hợp dị đều thì chéo thì chúng ta chứng minh như thế nào? Thầy sẽ tiếp tục để chứng minh cho các em thấy rõ. Muốn chứng minh nó là liên kết thì các em liên kết gen nào liên kết gen nào thì các em phải căn cứ vào cái kiểu hình. Bởi vì sao? Trong trường hợp liên kết gen hoàn toàn thì các kiểu hình nó luôn luôn đi cùng với nhau. Thì ở đây chúng ta các em sẽ thấy rằng là ở thế hệ đem lại thế hệ thế sau F1 luôn luôn chỉ xuất hiện cao dẹt và cao cao dẹt cao tròn và thấp tròn không thấy trường hợp là thấp dẹt đâu tức là không có cái trường hợp là a nhỏ và d nhỏ đi với nhau thế thì chứng tỏ rằng là cái gì chứng tỏ là ở đây chúng ta thấy rằng là không xuất hiện không xuất hiện a nhỏ d nhỏ trên A nhỏ d nhỏ, mà luôn luôn xuất hiện là a nhỏ d lớn, chứng tỏ rằng đây là trường hợp gen a nhỏ luôn luôn đi cùng với d lớn và đây là dị hợp tử chéo. Đó các em phải căn cứ vào kiểu hình như vậy, các em suy ra được là đáp án a. Thì tuy nhiên là đến đây rồi không cần phải uh, chị đều với chị chéo cũng đã suy ra được đáp án a rồi. Thế nhưng mà đề phòng những câu hỏi khác mà người ta cho hai đáp án cùng là liên kết với a liên kết với d, thì các em phải suy ra được như thế đã là liên kết thì chúng ta luôn luôn phải đi tìm cái kiểu hình nào luôn đi cùng kiểu hình nào đó ok bây giờ chúng ta sang một câu hỏi tiếp theo chúng ta đến với một câu hỏi tiếp theo thuộc cấp độ vận dụng ở câu hỏi này đó chính là cái câu hỏi về cái tạo giao tử và hợp tử khi mà có đột biến số lượng nhiễm sắc thể xảy ra ở quá trình giảm phân ở hai giới hoặc một trong hai giới dưới đực hoặc dưới cái thì nó có thể tạo ra những giao tử và những hợp tử như thế nào? Bài toán này người ta hỏi về hợp tử. Thế nhưng muốn tìm xem hợp tử thế nào thì chúng ta phải biết được là giao tử đực và giao tử cái nó tạo ra như thế nào, đúng không? Thế thì ở đây người ta cho ở động vật có vú thì ở dưới đực có kiểu gen là Xb nhỏ y và cái là Xb lớn Xb nhỏ và trong quá trình giảm phân thì người ta bảo rằng ở dưới cái thì một số cặp những sắc thể giới tính phân li bình thường ở giảm phân 1 nhưng không phân ly ở giảm phân 2. Tức là một số tế bào thì là xảy ra hiện tượng rối loạn này, còn một số tế bào thì lại phân ly rất bình thường. Và ở dưới đực thì quá trình giảm phân hoàn toàn bình thường. Và người ta hỏi là các giao tử đực và giao tử cái kết hợp với nhau tạo thành hợp tử thì hợp tử nào có thể được hình thành? Vậy bây giờ chúng ta phải biết được giao tử đực và giao tử cái nó tạo ra gồm những loại như thế nào thì chúng ta mới giải quyết được bài toán này. Thì bài toán này đơn thuần thì nó là chúng ta phải nắm vững được là khi mà không phân ly ở giảm phân 1 Hay khi không phân ly ở giảm phân 2 Thì nó tạo ra những loại giao tử như thế nào Đối với giới cái, <laughs> cái Đối với giới cái Đối với giới cái các em sẽ thấy rằng như sau Đối với giới cái thì các em sẽ thấy rằng kiểu gen của nó là XB lớn và XB nhỏ Đúng không Và nếu như nó không phân ly trong giảm phân 1 À không phân ly trong giảm phân 2 Đây người ta cho nói không giảm phân 2 thì nó sẽ tạo ra được giao tử gì? Các em luôn nhớ một câu rằng nếu như không phân ly trong giảm phân 1, nó sẽ tạo ra được giao tử giống y hệt cái kiểu gen mà cơ thể đó tạo ra. Còn nếu như không phân ly trong giảm phân 2, nó sẽ tạo ra được giao tử gấp đôi cái lượng như sẽ thể so với giao tử bình thường. Như vậy nó sẽ tạo ra được hai loại giao tử. XB lớn, XB lớn và X <laughs> XB nhỏ xb nhỏ xb lớn xb lớn và xb nhỏ xb nhỏ được chưa và giao tử là giao tử không đấy là cái giao tử mà sinh ra cho quá trình giảm phân bất bình thường còn nếu như giảm phân bình thường bởi vì người ta nói một số tế bào thôi còn vậy như như vậy rằng là còn những cái tế bào khác thì phân đi bình thường đúng không thì nó sẽ tạo ra giao tử là xb lớn và xb nhỏ bây giờ chúng ta đến với giới đực dưới đực thì chúng ta thấy rằng như sau dưới đực thì nó là xb nhỏ y thì rõ ràng nó sẽ tạo ra được hai loại giao tử là xb nhỏ và giao tử y như vậy sự kết hợp của hai loại giao hai loại uh, giao tử đực và giao tử cái này nó sẽ tạo ra được những kiểu gen gì các em sẽ nhìn vào đáp án ở đây có rất nhiều kiểu gen nó có thể tạo ra nhưng ở đây các em sẽ nhìn vào đáp án đáp án ở đây người ta cho gì chỉ tối đa có đến bốn loại hợp tử thôi bốn loại hợp tử thôi Nên chính vì thế mà chúng ta hãy nhìn vào đáp án Trước khi các em làm cái vấn đề là các em nhân từng thằng này ra Bởi vì nhân từng thằng này ra các em sẽ thấy rằng 1, 2, 3, 4, 5 5 nhân với 2 tức là có 10 loại hợp tử tạo ra Như vậy là rất tốn thời gian đúng không Nhưng mà ở đây người ta hỏi là hợp tử nào có thể được tạo ra thôi Thế nên ở đây người ta có thể là không cần liệt kê hết Tất cả loại hợp tử, loại hợp tử Mà chúng ta thấy ở đây có những cái gì sai các em nhìn vào các đáp án thứ nhất là không thể nào có cái chuyện có hai y không thể nào có chuyện có hai nghĩa là y. Thế thì đáp án B và đáp án đáp án B sẽ bị loại. B là sẽ bị loại, đúng chưa? <laughs> đáp án B là sẽ 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 bị loại. Và cái thứ hai, các em sẽ thấy rằng là không thể có giao tử Xb lớn Xb nhỏ, bởi vì nó là không phân li giảm phân hai chứ không phải là không phân li giảm phân một. Nên tất cả các đáp án có giao tử Xb lớn Xb nhỏ này, có trường hợp Xb lớn Xb nhỏ này là đáp án sai. Đấy, đáp án sai như vậy. Đáp án D cũng là đáp án sai và các em sẽ thấy rằng là đáp án B cũng là đáp án sai bởi vì các em sẽ thấy đây là kiểu gen là XB lớn XB nhỏ XB nhỏ đó thế thì như vậy rằng chỉ có đáp án A là đáp án chính xác chúng ta thấy rằng là XB lớn XB lớn XB nhỏ chính xác thang này nó có thể kết hợp với thang này XB lớn XB lớn Y XB lớn XB lớn Y rồi XB nhỏ Y XB nhỏ Y OK như vậy rằng là đáp án A là đáp án chính xác nên là kinh nghiệm kinh nghiệm ở đây là gì ở đây người ta không hề hỏi các em là tất cả các loại hợp tử Thế nên chúng ta hãy nhìn vào đáp án trước để chúng ta loại trừ cho nó nhanh nhá. Ok. Mấu chốt bài này thì chúng ta chỉ cần hiểu và biết cách viết giao tử khi mà uh, giảm phân bất bình thường nó xảy ra ở giảm phân 1 hoặc giảm phân 2. Đó. Bây giờ chúng ta sang một câu hỏi tiếp theo.